Theo chu kỳ thì vào ngày 20 tháng 5 là thời điểm cơ quan quản lý công bố giá cơ sở và từ đó các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng này. Dự báo giá xăng có thể tiếp tục tăng vì hiện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối hiện nay đang chịu lỗ. Theo số liệu cập nhật trên website của Bộ Công Thương, tính cho đến ngày 16 tháng 5, giá bán xăng dầu tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam đều cao hơn so với ngày 5 tháng 5, thời điểm giá bán lẻ các mặt hàng này trong nước điều chỉnh tăng. Cụ thể cao hơn 3 đô la Mỹ đến 3,96 đô la Mỹ một thùng so với ngày 5 tháng 5. Giá dầu thô trên thị trường Mỹ cũng liên tục đi lên. Hiện tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang bị lỗ khoảng 200 đồng trên một lít xăng dầu. Nếu giá thế giới tiếp tục đi lên, doanh nghiệp sẽ còn lỗ nhiều hơn. Trong lần điều chỉnh gần đây nhất là hôm 5 tháng 5, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng 646 đồng trên một lít xăng RON92 lên mức tối đa là 15.586 đồng trên một lít, tăng 634 đồng trên một lít xăng E5.